nay tôi sẽ trình bày với các anh chị một cái bài là u xương và u xương. Thì cái này nó gọi chung trong chẩn đoán nặng thì chúng ta sẽ tiếp cận các phương pháp chẩn đoán nặng khác nhau. Và cái u xương nó là một trong những cái khó, cứ gắn khó trong cái quan nói chung. Thì tôi sẽ trình bày một số vấn đề. Cái này, cái bài thì tôi sẽ để lại máy các bạn sẽ lấy xong ha. Đối với cái u xương đó là một cái bệnh lý thường gặp trong bệnh lý cơ xương khớp. Cái tổn thương của nó có thể lành tính hoặc là ác tính, và có những cái tổn thương nó không phải u nhưng mà nó gọi là tổn thương giả u, nó giống với tổn thương u. Vấn đề chẩn đoán của một u xương thì đầu tiên là lâm sàng rất là quan trọng. Tiếp theo trong chẩn đoán nặng và giả u nó sẽ có những trong chẩn đoán nặng chúng ta có cái gì, có X-quang, có siêu âm, có CT, có MRI, có nhiều thứ, nhưng cái cơ bản nhất chúng ta phải biết đó là X-quang. Một cái tổn thương X-quang cổ điển cho tới thời điểm này nó còn giá trị hay không, vẫn còn rất còn có giá trị, đặc biệt trong hô hấp và trong xương. Tôi không nói đến khớp, ta tổn thương khớp thì có thể là một từ, nhưng tổn thương xương thì bắt buộc cái tiếp cận đầu tiên phải là một cái X-quang, chứ không thể nào không bao giờ chúng ta nhảy vô là một cái cụm từ liền. Cái cụm từ bây giờ nó gần như là một cái thời lượng, cái gì chúng ta nhận với cụm từ. Riêng đối với một cái tổn thương xương, ung xương nói chung hoặc là một cái tổn thương ung xương thì đầu tiên chúng ta phải đi từ cái X-quang ra. Không có cái X-quang không bao giờ đọc được cụm từ của cái xương, đó là nguyên tắc chúng ta phải biết thì cái chuyện đó. Rồi lâm sàng thì có những cái tổn, khi mà chúng ta đọc một cái X-quang xương thì chúng ta phải biết gì, tuổi, giới tính rất là quan trọng, tại vì có những cái tổn thương nó sẽ xuất hiện ở những cái nhóm tuổi đặc trưng của nó. Thì ví dụ như cái bảng này cho chúng ta thấy là những cái tổn thương xương nó sẽ nằm trong cái những nhóm tuổi nào thì chúng ta hướng tới cái chẩn đoán của nó. Rồi cái thời gian xuất hiện, nó xuất hiện mới hay là đã có lâu rồi đó. Và cái thời gian diễn tiến nó nhanh hay chậm thì đó là những cái yếu tố lâm sàng chúng ta phải biết đúng cái tổn thương xương. Về chẩn đoán nặng thì đầu tiên quan trọng nhất vẫn là một cái X-quang cổ điển. Đối với một cái tổn thương về xương luôn luôn đầu tiên chúng ta tiếp cận là một cái X-quang cổ điển, và trên cái kim X-quang đó chúng ta chụp ở hai tư thế vuông góc khác nhau, chúng ta gọi là cái tư thế thẳng nghiêng, nhưng thực tế là chúng ta nhìn ở hai bình diện là hai cái tư thế vuông góc với nhau đó. Và trên cái kim đó nó là cái gì, chúng ta phải coi cái vị trí, cái số lượng của nó bao nhiêu tổn thương ở những vị trí như thế nào thì chúng tôi sẽ nói lướt qua cái phần mô tả. Cái giới hạn của nó tổn thương như thế nào, trên qua cho chúng ta đánh giá được cái giới hạn của cái tổn thương của nó. Cái chất căn bản của tổn thương trên X quang nó biểu hiện đó là cái gì, chất căn bản sụn, chất căn bản xương hay là chất căn bản sơn. Rồi cái phần bản xương có hay không, đó là những cái rất quan trọng mà chúng ta phải đánh giá trên X quang. Cái CT scan không bao giờ chúng ta đánh nhảy vô liền một cái CT scan. Nếu trên X quang cổ điển chúng ta thấy rõ cái tổn thương đó rồi thì chúng ta không làm cái CT nữa. Cái CT đó nó hơn X quang là gì? Cái hơn X quang là chúng ta thấy rõ, đánh giá rõ hơn cái tổn thương, đặc biệt là những cái vị trí mà cấu trúc xương mà chúng ta khó coi X quang. Ví dụ như cột sống khung chậu thì cái vị trí này là cái cấu trúc xương phức tạp, chúng ta khó coi trên X quang thì chúng ta sẽ dùng cái CT. Và cái CT trong u xương nói chung thì cái CT rất giá trị là gì, điện trị trong phòng. Rồi cộng hưởng từ thì cái cộng hưởng từ không phải là cái phương tiện chọn lựa đầu tiên khi chúng ta khảo sát về tổn thương xương nói chung hay là trong u xương. Tại vì sao? Tại vì đa số cộng xương đều có điểm giống nhau trên cộng từ đấy, đó là tín hiệu thấp trên cho 1, tín hiệu cao trên cho 2 và có thể bắt hoặc không. Thì tùy theo cái bản chất của cái tổn thương đó nó sẽ cho tín hiệu khác nhau. Ví dụ một cái tổn thương có xuất huyết, có đóng mô hoa tử thì cái tín hiệu sẽ không đồng nhất trên cái cộng hưởng từ. Do đó đánh giá cái cộng hưởng từ rất khó hay đơn giản. Và cái vai trò của cộng hưởng từ chính là gì? Cái vai trò chính của cộng hưởng từ không phải là nói lên cái tên của cái u này nó là cái tên gì, không phải nói lên, không phải chẩn đoán xác định là u này đó là u gì và vấn đề của nó là gì,
là đánh giá tính chất tổn thương, tín hiệu của nó lan rộng tại chỗ, lan rộng tại chỗ, mức độ lan rộng tại chỗ của nó như thế nào ha, và tổn thương mô mềm thần kinh mạch máu có trẻ hay không, và thêm cái gì nữa là theo dõi diễn tiến điều trị. Cái cụm từ nó có giá trị đánh giá theo dõi diễn tiến điều trị nó như thế nào. Và đối với cái di căn não thì chúng ta phải sử dụng cụm từ đó. Bây giờ nhìn chung nói là nói chung trong cái bướu thì nếu đánh giá di căn thì chúng ta có những cái phương pháp nào để điều trị căn di căn phổi là vai trò của CD, di căn não là vai trò của cụm từ, còn đánh giá di căn xương là đánh giá toàn thân thì có thể là một cái PET CT hoặc là một cái sàn xương nha. Đó, đối với cái cụm từ thì trong tất cả các trường hợp di căn tôi lên tới não thì cái cụm từ là cái giá trị cao nhất để tìm di căn não, tất cả các loại tổn thương lên não. Về X quang đầu tiên khi mà đối với cái u xương luôn luôn là một cái phim X quang phổ biến với hai tư thế vuông góc với nhau. Chế X quang này là hai tư thế vuông góc nhau, chúng ta sẽ mô tả cái gì, mô tả tổn thương. Cái mô tả tổn thương này rất quan trọng, cái mô từ cái mô tả tổn thương này chúng ta phải hướng tới được nó là cái gì, và chẩn đoán một cái u xương, xác định chẩn đoán u xương là gì dựa trên cái gì, dựa trên X quang và giải phẫu bệnh. Hai cái cơ bản nhất chẩn đoán u xương là X quang và giải phẫu bệnh chứ không phải CT cụm từ. CT thấy rõ hơn tổn thương, còn cụm từ đánh giá mức độ lan tỏa tại chỗ của tổn thương và để đánh giá đáp ứng tiền điều trị và thay đổi trong quá trình điều trị. Còn cái chẩn đoán một u xương cơ bản đầu tiên là X quang và giải phẫu bệnh, hai đó là hai cái cơ bản chứ không phải là cụm từ. Các bạn các chị nhớ dùng cái chuyện đó. Thì trên X quang chúng ta phải mô tả tổn thương, chúng ta mô tả số lượng tổn thương nó có bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu khối chẳng hạn. Cái thứ hai chúng ta phải mô tả theo vị trí. Khi chúng ta mô tả vị trí một cái tổn thương thì đây là một cái xương, thì chúng ta sẽ mô tả theo cái trục dài và cái trục ngang của tổn thương. Ví dụ trục dài thì chúng ta phải xác định là tổn thương nằm ở đầu xương, tổn thương nằm ở hành xương hay tổn thương nằm ở thân xương. Cái vị trí xác định vị trí này rất là quan trọng. Ví dụ nếu chúng ta thấy một cái tổn thương nhập u ở đầu xương, một cái tổn thương nhập u ở đầu xương, nếu một đứa nhỏ mà cái sụn tăng trưởng chưa đóng ha, một cái sụn tăng trưởng chưa đóng và chúng ta thấy một tổn thương nhập u ở đầu xương thì nó phải là chondroplasma, thì nó phải là chondroplasma. Nếu ở lớn hơn chút xíu cái sụn tăng trưởng nó đã đóng rồi, thì nếu chúng ta thấy một cái tổn thương ở đầu xương mà có thể lan tới cái hành xương, xuất phát từ đầu xương lan tới hành xương thì coi thì nó chỉ có hai cái thôi, là chondroplasma hoặc là chalcedon u đại tràng. Do cái vị trí tổn thương rất là quan trọng. Đó. Rồi đó là khi chúng ta mô tả theo trục dọc thì chúng ta sẽ xác định tổn thương xuất phát từ vị trí nào, đầu xương, hành xương hay thân xương, và kèm theo nếu xuất phát ở cái vị trí này thì nó có băng qua cái sụn tiết hậu hay không. Nếu ở colit, ở colit là cái sụn tiết hậu chưa đóng thì chúng ta phải mô tả tiếp là cái tổn thương nó có băng qua sụn tiết hậu hay không. Đó là theo trục dọc. Còn theo trục ngang thì chúng ta phải xác định là tổn thương này xuất phát từ tủy hay xuất phát từ vỏ. Tại vì xuất phát từ tủy nó sẽ có nhóm bệnh khác, xuất phát từ vỏ nó sẽ có nhóm bệnh khác. Chúng ta phải xác định là tổn thương xuất phát từ tủy hay tổn thương xuất phát từ vỏ. Nếu tổn thương xuất phát từ tủy thì chúng ta phải xác định, cố gắng xác định thêm một cái bước nữa là cái tổn thương này đồng tâm hay tổn thương này lệch tâm. Đồng tâm hay lệch tâm. Ví dụ một cái tổn thương dạng ngang ở vùng hành xương, một cái tổn thương dạng ngang vùng hành xương, nếu cái tổn thương này nó là đồng tâm, nghĩa là nó nằm ở giữa vùng tủy xương, nó phình hai bên ra, thì khả năng là một cái symimosis, một cái nang xương đôi vật. Còn nếu một cái tổn thương dạng ngang ở vùng hành xương mà nó lập tâm thì khả năng coi chừng đó là một cái ABC, anastomosis, một cái vú phình mặt xương. Do đó đối với trường khi muốn nhìn vào một cái tổn thương vùng xương thì chúng ta phải xác định vị trí của nó theo trục dọc và theo trục ngang. Theo trục ngang thì nó xuất phát từ tủy hay xuất phát từ vỏ, và nếu xuất phát từ tủy thì nó sẽ đồng tâm hay là tâm. Thì từ tủy hay từ vỏ nó sẽ có những cái dấu hiệu để chúng ta nhận định được cái chuyện đó. Rồi trên cái hình X quang đó chúng ta phải xác định cái tổn thương này nó thuộc cái nhóm nào, tổn thương
Thủy Sương, khai tổ tương Tạm Sương, khai tổ tương phố ở phường Thủy Sương, phường Tạm Sương. Đó là đánh giá trên cái hệ quan, kích thước của nó như thế nào, giới hạn của tổn thương như thế nào. Giới hạn tổn thương, một cái tổn thương xương khi chúng ta mô tả cái giới hạn của nó thì chúng ta có các kiểu dạng như thế nào, các kiểu dạng như thế nào. Cái thứ nhất là tổn thương giới hạn rõ có biệt sơ xương. Cái thứ hai, tổn thương giới hạn rõ không có biệt sơ xương. Mà tổn thương giới hạn rõ không có biệt sơ xương thì chúng ta gọi là dạng gì? Dạng bản đồ. Dạng bản đồ ha. Rồi tiếp nữa, nếu mà tổn thương giới hạn không rõ, nếu mà tổn thương giới hạn không rõ thì lúc đó chúng ta phải đánh giá thêm cái gì, là vùng chuyển tiếp hẹp hay là vùng chuyển tiếp rộng. Vùng chuyển tiếp là gì? Là tôi phân biệt được đâu là lành, đâu là bình thường và đâu là bất thường. Tôi không nói là ác ha, đâu là bình thường và đâu bất thường. Nếu cái vị trí bình thường và bất thường chúng ta xác định rất là rõ, nó nằm gần nhau thì đó là vùng chuyển tiếp hẹp. Còn nếu cái vùng chuyển tiếp là từ bình thường bất thường chúng ta thấy rất là mơ hồ, rất là rộng thì đúng là vùng chuyển tiếp rộng. Và vùng chuyển tiếp càng rộng thì cái tổn thương nó mang tính chất xâm lấn càng cao. Đấy là sự mô tả. Rồi tổn thương có phá vỡ vỏ xương hay không, rồi tổn thương này có cẩm màng xương hay không, đó là chúng ta phải mô tả tất cả những yếu tố này. Ví dụ tổn thương này, đây là đầu trên xương cánh tay bên phải. Nếu chúng ta mô tả thì chúng ta mô tả tổn thương này như thế nào? Đầu tiên có tổn thương hay không? Có. Tổn thương này xuất phát từ vị trí nào theo trục dọc? Ở đây là đầu xương, đây là xương tiếp hợp, đây là vị trí hàm xương và vị trí là vị trí song thân xương. Thì tổn thương này nằm ở đâu? Nếu theo trục dọc nằm ở đâu? Ở hàm xương và thân xương. Ở hàm xương. Rồi tổn thương này xuất phát từ vỏ hay tủy? Cả hai. Cả hai. Rồi tổn thương này có giới hạn rõ không? Tổn thương có giới hạn rõ không? Không giới hạn rõ. Tổn thương này, nếu tổn thương này giới hạn không rõ thì thêm một bước nữa là vùng chuyển tiếp hẹp hay rộng? Vùng chuyển tiếp rất là rộng. Nếu vùng chuyển tiếp hẹp, nếu vùng chuyển tiếp hẹp thì tôi sẽ đánh giá đến, ví dụ đây là bất thường, ngay chỗ này là bình thường. Đó. Còn tôi không rõ chỗ nào là bất thường bình thường hết thì chứng tỏ cái vùng chuyển tiếp rất là rộng. Đó. Nó có phá bỏ xương không? Có. Có cẩm màng ngoài xương không? Có. Đó là những cái bước mình mô tả. Ví dụ. Rồi tới cái chất căn bản. Cái chất căn bản là cái hình ảnh trên X quang, cái tổn thương nó biểu hiện như thế nào thì chúng ta sẽ có cái dạng chất căn bản. Thì trên một cái tổn thương xương, u xương, nó sẽ có ba dạng chất căn bản cơ bản ở đó, là chất căn bản xương, chất căn bản sụn và chất căn bản sập. Chất căn bản xương là gì? Là tạc xương. Là tạc xương. Chất căn bản sụn, điển hình chất căn bản sụn là gì? Đây là bóc con, là tẩm của bóc rang. Rồi chất căn bản sơ hoặc sợ là gì? Là hữu quan, nó không có tăng lực động. Đó là ba chất căn bản cơ bản của một cái tổn thương u xương trên X quang, là xương, sụn hoặc là sơ. Xương để đặt xương. Ví dụ chỗ này chúng ta, các anh chị thấy sao cái này không? Nó đặt xương không? Tổn thương đặt xương. Tổn thương đặt xương chứng tỏ đây là chất căn bản gì? Là xương. Còn cái chỗ này, tổn thương này chúng ta thấy giới hạn tương đối rõ, rõ hay không rõ? Đây là tổn thương nằm ở đầu gần của đốt gần ngón giữa chẳng hạn. Chúng ta thấy dễ, nó có viền sơ xương hay không? Có viền sơ xương hay là không? Không thấy cái viền sơ xương. Không thấy viền sơ xương. Nhưng mà giới hạn rõ không? Rõ. Thì trong trường này người ta gọi là giới hạn dự bản đồ. Đó. Và trong đó chúng ta thấy những cái nốt rải rác, nó vô nhỏ nhỏ nha. Thì cái dạng này dạng của bắp rang. Thì điển hình đây là chất căn bản sụn. Đây điển hình của chất căn bản sụn. Đó. Rồi còn phản màng xương. Phản màng xương thì nó sẽ có các dạng phản màng xương khác nhau. Ở đây ví dụ phản màng xương dạng đặt vỏ xương, phản dạng màng xương dạng vẫy hành một lớp, phản màng xương dạng vẫy hành nhiều lớp, phản màng xương dạng tia mặt trời, hoặc phản màng xương dạng tam giác quang mang. Thì đây là các dạng phản. Nếu phản màng xương dạng đặt vỏ xương hoặc là vẫy hành một lớp thì nó mang tính chất là tính.
Còn nếu phẩm màng xương dạng bởi hành đa lớp, hoặc phẩm màng xương dạng tia mặt trời hoặc lửa rơm, hoặc dạng tam giác phúc mang, thì đó là những cái phẩm màng xương nó tính chất xâm lấn rất là cao. Và tính chất xâm lấn cao thì nguy cơ cao là ác tính, chứ không phải chắc chắn là sẽ ác tính. Ví dụ một cái tổn thương viêm xương, tủy xương, nó hủy xương rất là dữ dội, thể tạo cũng mang tính chất xâm lấn rất là cao, nhưng mà bản thân nó là cấp tính, như trong trường hợp viêm xương, tủy xương. Rồi bây giờ chúng ta phân biệt tổn thương xuất phát từ vỏ xương và tủy xương thì làm sao chúng ta phân biệt được tổn thương xuất phát từ vỏ xương hay tổn thương xuất phát từ tủy xương? Bây giờ các bạn nhìn trên cái phim này, đây là phim cái phim cận dân, đây là phim cận dân ha, thì chúng ta thấy cái tổn thương như này không? Tăng sáng thì tổn thương này xuất phát từ vỏ hay tủy? Cái tổn thương này xuất phát từ vỏ hay tủy? Tổn thương này xuất phát từ vỏ hay tủy? Muốn biết tổn thương này xuất phát từ vỏ hay tủy thì chúng ta phải nhìn cái cực trên và cực dưới của cái tổn thương. Nếu cái cực trên và cực dưới của tổn thương nó có hình dạng dày vỏ xương phình ra như thế này thì đây là tổn thương xuất phát từ vỏ xương. Còn nếu tổn thương xuất phát từ tủy xương thì sẽ quyết vỏ xương mặt trong, thì xuất phát từ tủy xương. Các bạn thấy như thế này không? Một tổn thương xuất phát từ tủy xương và vỏ xương. Bây giờ cái cấu trúc vỏ xương bình thường nó như thế này. Bây giờ một cái tổn thương xuất phát từ trong vỏ xương thì nó sẽ làm cái gì? Nó sẽ làm cái bờ trên của vỏ xương nó bình ra như thế này. Cực trên và cực dưới. Chúng ta thấy cái vỏ xương của cực trên và cực dưới sẽ được to ra. Ví dụ như trong cái trường hợp này, thấy cái chỗ, các chị thấy chỗ này không? Cực to ra, dày không? Thì đây là tổn thương xuất phát từ vỏ xương. Còn nếu tổn thương xuất phát từ tủy xương trong này thì nó sẽ không làm phình được vỏ xương mà nó sẽ làm quýt thôi. Quýt cái này. Chúng ta nhìn cái cực khác nhau. Cái vỏ xương này nó bị mỏng, và cái này xuất phát từ cực vỏ xương và cái này xuất phát từ tủy xương. Đó là công việc. Rồi, nghĩa là cái tổn thương này nó sẽ xuất phát từ đâu? Từ vỏ xương. Rồi, tổn thương này xuất phát từ tủy hay từ vỏ? Tổn thương xuất phát từ tủy xương. Tổn thương xuất phát từ tủy xương. Nếu tổn thương xuất phát rồi thêm cái tổn thương trên này nữa, xuất phát từ tủy hay từ vỏ? Tủy hay vỏ? Tủy hay vỏ? Tại sao vỏ? Chỗ này có phình không? Không. Chỗ này có phình, phải làm mỏng, nó mỏng vỏ xương mà. Cái này làm nó làm mỏng vỏ xương mà cái cực đầu trên và đầu dưới đâu có phình ra. Thì tổn thương là xuất phát từ tủy xương. Tổn thương này cũng xuất phát từ tủy xương luôn. Nếu tổn thương cũng xuất phát từ tủy xương thì tôi đánh giá tiếp một cái là tổn thương này xuất phát nó nằm đồng tâm hay là tâm. Các anh chị thấy là cái vỏ xương bờ hai bên này nó đều mỏng như nhau không? Và tổn thương này có vẻ như nằm giữa không? Trên cả hai bệnh viện cũng có với nhau. Thì tổn thương này là tổn thương xuất phát từ tủy xương và đồng tâm. Còn cái tổn thương này sao? Là tâm. Vâng, tổn thương này tổn thương là tâm. Là tâm ha, cái này thẳng, cái này nghiêng. Rồi, nếu mà tổn thương mà xuất phát từ tủy xương và lập tâm cái dạng nang như vậy ha, thì tôi nghĩ trong đầu đây là một cái symphysis, ví dụ là cái nang xương lưng hông. Còn cái tổn thương này nó xuất phát dạng nang, xuất phát từ tủy xương và lập tâm, thì trong đầu tôi sẽ nghĩ đó là nó là cái ABC, anastomosis, cái bướu phình xương nhập, bướu phình ABC aneurysmosis là cái bướu gì đó, nang phình mặt xương, nang phình mặt xương. Do đó chúng ta sẽ phân biệt là tổn thương xuất phát từ tủy hay từ vỏ là cái nhờ cái đó, và tổn thương đồng tâm hay là lệch tâm. Rồi, đó là cái cơ bản nhất khi chúng ta đọc một cái phim X quang xương, là chúng ta phải cơ bản nhất là mô tả, cơ bản nhất là mô tả chứ không bao giờ chúng ta nhảy vô chúng ta coi liền đó tên là cái gì. Và mô tả thì như hồi nãy giờ tôi nói, có những cái chúng ta phải đi theo từng bước. Đầu tiên
là tổn thương mô tả vị trí tổn thương. Tổn thương này theo trục dọc nó nằm ở đâu? Ở đầu xương, ở hành xương hay ở trong xương. Thứ hai, theo trục ngang, tổn thương này nó nằm ở tủy hay tổn thương nằm ở vỏ. Nếu tổn thương nằm ở tủy thì cố gắng đánh giá xem tổn thương là đồng tâm hay là lập tâm. Đó là đầu tiên là vị trí. Cái thứ hai chúng ta đánh giá là cái giới hạn tổn thương này như thế nào. Tổn thương này giới hạn rõ. Nếu giới hạn rõ thì có khả năng là có viền sơ xương. Viền sơ xương có thể hoàn toàn hoặc không hoàn toàn. Viền sơ xương hoàn toàn nghĩa là xung quanh tổn thương đó có một cái viền tặng xương toàn bộ hết. Mà một tổn thương nó có được cái viền đặc xương đó chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là cái tổn thương này nó diễn tiến rất là chậm và cái xương nó có thời gian phản ứng để tạo xương nó bao phủ cái tổn thương này lại, nó ngăn cản cái sự phát triển của tổn thương. Rồi cái viền sơ xương đó có thể không hoàn toàn. Rồi tổn thương có thể giới hạn rõ nhưng mà không có viền sơ xương thì lúc đó nó là dạng bản đồ, cũng là một cái tổn thương xâm lấn kém. Còn nếu tổn thương giới hạn không rõ thì chúng ta phải đánh giá là vùng chuyển tiếp rộng hay vùng chuyển tiếp hẹp. Rồi tiếp theo chúng ta đánh giá tổn thương này có phá bỏ xương hay là không. Rồi chúng ta đánh giá xem là cái phẳng màng xương có hay không. Phẳng màng ngoài xương nó sẽ có cái gì? Nó sẽ có dạng đặt bỏ xương vỡ hàng một lớp hay vỡ hàng nhiều lớp, hay là dạng lửa rơi hoặc tia mặt trời là một, hoặc là dạng tam giác khúc màng. Đó là những cái đánh giá thường phân tích cơ bản của một cái quan u xương. Chúng ta đánh giá từ cái đó ra. Rồi những cái tổn thương u xương hoặc tổn thương dạng, chúng ta có những cái nhóm là tổn thương tập từ xương. Vừa nãy chúng ta nói rồi là cái chất căn bản của nó có ba dạng: xương, sụn hoặc là sơn. Thì đây là cái những cái tổn thương tạo xương, chất căn bản của xương, và đây là chất căn bản của nó là sụn. Thì tôi sẽ đi một số cái này ha. Rồi chất căn bản của nó là u xương ha, hoặc là tổn thương của cái tủy xương là của hệ tập máu, là một nhóm khác. Rồi hoặc những cái tổn thương khác ha. Rồi bây giờ cái tổn thương đầu tiên, cái nhóm tổn thương có nguồn gốc từ xương, cái nhóm tổn thương có nguồn gốc từ xương này tôi sẽ trình bày một số loại. Ví dụ cái mà chúng ta thường gặp nhất gọi là osteochondroma, hoặc tiếp theo có thể u xương chúng ta có thể gặp ha. Còn những cái nhóm này thì thường được ít gặp hơn. Vậy đầu tiên cái mà chúng ta gọi là u xương xương osteochondroma, hoặc là một cái adipose, một cái chồi xương, đã các bạn bao giờ thấy được tên là x-quang của cái này chưa? Đã đọc cái này chưa? Trên hình ảnh X-quang này thấy gì bất thường? Thấy cái gì bất thường? Thấy cái cục này không? Thấy cục này ha. Cái cục này dính vào xương, nó đi ra ngoài. Thì cái này nó gọi là u sụn xương. U sụn xương là gì? Là một cái tổn thương thêm vào trên cấu trúc xương bình thường. Là một cái tổn thương thêm vào trên cấu trúc xương bình thường. Nó nằm ở đâu? Nó nằm ở đâu? Nó nằm ở vùng hành xương. Nó nằm ở vùng hành xương. Và cái tổn thương này nó có những cái đặc tính quan trọng phải nhớ. Tổn thương này có những đặc tính quan trọng phải nhớ. Cái thứ nhất là xuất phát từ hành xương. Cái thứ hai, vỏ liền vỏ, tủy liền tủy. Vỏ liền vỏ, tủy liền tủy. Cái thứ ba là nó sẽ có một cái mũ sụn. Cái mũ sụn là nguyên cái cục chỗ này nè, thì cái đầu này nè nó sẽ có một cái phần gọi là mũ sụn. Mà cái sụn này là bản chất của nó là gì? Bản chất của nó là sụn tăng trưởng. Vì cái mũ sụn này bản chất nó là sụn tăng trưởng nên cái khối này nó sẽ lớn lên cho tới lúc nào? Nó sẽ có thể tăng kích thước tới lúc nào? Tới lúc nào mà cái sụn tăng trưởng vị trí này nè nó đóng lại, nó không còn phát triển nữa thì cái khối này sẽ không phát triển. Nếu sau khi sụn tăng trưởng vị trí này đã đóng rồi, nó không phát triển nữa mà khối này tiếp tục tăng lên, chứng tỏ là gì? Là hóa ác. Chứng tỏ là hóa ác. Rồi cái vị trí cái khối này nó nằm ở vùng hành xương, nó sẽ có hai dạng, là dạng có cuốn hoặc là dạng chân bóng rộng. Có cuốn là sao? Là nó có cái cuốn nó dính vô và nó lòi ra ngoài giống như cái polyp. Nếu cái dạng có cuốn thì nhớ dùng một cái luôn luôn là cái đầu nó hướng về thân xương.
và có cuốn thì cái đầu của nó luôn luôn hướng về thân xương. Ví dụ cái này nằm ở đầu dưới xương đùi thì sẽ hướng lên trên, nếu nằm ở đầu thành xương đầu trên xương đùi thì sẽ hướng xuống dưới, đó nó sẽ hướng lên trên. Và cái tổn thương này nó là một cái tổn thương lành tính, nó không đi đâu, nó sẽ không đi đâu. Nó đi đâu khi nào? Khi nó nằm ở vị trí nó chèn ép thần kinh hoặc máu thì sẽ gây đau. Và nếu một cái osteochondroma mà nó gây đau, một cái osteochondroma mà gây đau thì trong đầu phải nghĩ tới ngay một khả năng là gì? Hóa ác. Tại vì tất cả những osteochondroma khi mà nó hóa ác nó đều gây đau hết. Đó. Khi một chúng ta thấy một cái u sụn xương mà nó có triệu chứng đau thì coi chừng chèn ép thần kinh hoặc máu trên đường đi của nó hoặc là nó hóa ác. Còn nếu cái khối này nó nằm ở ví dụ nằm ở đầu trên của xương chày, nó nằm giữa xương chày và xương lát thì nó có thể làm gì? Nó làm biến dạng cái xương kế cận của nó, nó chèn ép làm biến dạng cái xương kế cận của nó. Do đó cái triệu chứng của nó là không đau nha, nếu có đau phải coi chừng. Rồi nếu có đau coi chừng chèn ép thần kinh hoặc máu và có thể làm biến dạng cái xương kế cận. Và nhớ luôn luôn, chúng ta nhớ là chúng ta trên này ta có cái mũ sụn, một cái mũ sụn, và bản chất cái sụn đó là sụn tăng trưởng, nên nó cái khối này nó sẽ phát triển lớn lên kích thước cho tới lúc nào là tới lúc mà cái sụn tăng trưởng của cơ thể không còn phát triển nữa, nghĩa là cái hàm xương không phát triển nữa thì cái khối này không lớn nữa. Nếu tiếp tục lớn đó là biểu hiện của hóa ác, và cái khối này nó có khả năng hóa ác hiếm dưới 1%. Rồi ví dụ đây là cái dạng gì? Dạng có cuốn. Còn đây là cái dạng gì? Dạng chân bóng rộng. À, chân bóng rộng là nghĩa là cái chân, trong dần chúng ta thấy cái chân là dạng có cuốn, và khi dạng có cuốn thì cái đầu của nó luôn luôn hướng về thân xương. Còn đây là cái dạng chân bóng rộng thì cái đây là vị trí cái mũ của nó, cái mũ sụn của nó, cái mũ sụn ở vị trí này. À, đó, cho vị trí của nó luôn thành xương, bỏ đi bỏ, đặc điểm là bỏ đi bỏ tuổi liên tỷ. Ra cái mũ sụn tăng trưởng hai dạng là đó rồi ha, CT rồi. Đấy, chúng ta thấy rõ không? Đây cái hình thẳng và đây hình nghiêng. Rõ ràng xuất phát từ đâu? Dính vào vỏ đền vỏ nè, tuổi liên tỷ. Và cái hình này chúng ta chụp nghiêng, chúng ta nhìn từ hướng này qua thì chúng ta nhìn thấy cái xương chỗ này có vẻ nó hình ra đó. Tùy theo hướng mà chúng ta nhìn cái tổn thương đó. Đây cái CT. Cái CT này nói lên được cái chuyện gì rất là rõ. Vỏ đền vỏ, tủy liên tủy, thấy cái tủy xương từ chỗ này ra đây liên tục với nhau, và đây cũng giúp vỏ xương, vỏ liên vỏ và tủy liên tủy. Cái vị trí này là cái mũ sụn, và cái mũ sụn thì chúng ta sẽ không thấy được cái CT, trên cổng tử chúng ta sẽ thấy được cái mũ sụn. Rồi đây là cái cổng tử, nó vẫn rất rõ, đây là vỏ xương nó đen đúng không? Vỏ xương này, đây là cái mũ sụn T2, trên T2 thì sao? Cái sụn nó sẽ tăng hiệu, thì đây là chính là cái mũ sụn của nó, vỏ xương đen và tủy xương lên liên tục với nhau. Đó. Và trên T1 cái tủy xương là gì? Là tuyến đường mỡ. Ở cái chỗ này cái mỡ thì chúng ta thấy liên tục từ trong ra ngoài không? Đây chính là tủy liên tủy, vỏ liên vỏ, đây là vỏ xương. Và sau khi tiếp xúc tương phản thì cái mũ sụn đã bắt xúc tương phản, cái mũ đó là bình thường. Đó, do đó cái tính chất của nó là gì? Vỏ liên vỏ, tủy liên tủy và có cái mũ sụn. Đó là đối với cái osteochondroma. Còn nếu osteochondroma này nó xuất hiện ở nhiều vị trí thì người ta gọi một tên đó là osteochondromatosis. Nếu chỉ có một cục mà thôi thì osteochondroma. Còn nếu có nhiều cục ở nhiều xương khác nhau thì nó gọi là osteochondromatosis. Thì nó là một bệnh di truyền nhân trộm trên nhiễm sắc thể thường. Và cái quan trọng trong trường này là gì? Nguy cơ hóa ác của nó 20%. Nếu chúng ta một đứa nhỏ có nhiều khối osteochondroma thì bắt buộc phải theo dõi luôn đó. Có cần phải mổ hay không? Không, không mổ làm cái gì hết. À, nhưng mà theo dõi của nó thì cái nguy cơ hóa ác. Và khi biểu hiện hóa ác của nó là gì? Nó sẽ hóa ác thành cái gì? Có thể osteosarc, chondrosarc hoặc fibrosarc. Và cái dấu hiệu hóa ác của nó là gì? Đau. Là đó. Khi một cái osteochondroma mà nó đi đau thì phải nghĩ tới là nó hóa ác.
Cái thứ hai là nó lớn nhanh, phát triển nhanh, tăng kích thước sau khi cái sụn, cái mũ sụn tăng trưởng ra không còn hoạt động nữa. Cái sụn tăng trưởng không còn hoạt động nữa mà cái mũ này tăng kích thước lên, nghĩa là trong viền hóa hóa tắt. Cái mũ sụn nó dày trên 20 mm. Cái mũ sụn đâu? Cái mũ sụn đâu? Đây là cái mũ sụn, đây là cái mũ sụn nè. Nếu cái này nó dày trên 2 cm thì đó là biểu hiện của ác tính đó, hoặc hủy xương kế cận biểu ác tính. Rồi cái này giờ tổn thương nằm đâu? Ở đây có không? Một cục, hai cục, đây một cục nữa ha. Cẳng chân, đầu dưới và đầu trên đều có hết. Thì đây là cái dạng osteochondritis ở nhiều xương ha. Đây đây rất nhiều cục này đây. Thì cái này là dạng gì? Dạng chân bóng rộng ha. Cái này cũng là dạng chân bóng rộng luôn. Đầu dưới này có đó. Rồi còn u sụn, u sụn thì nó sẽ có hai vị trí, hai vị trí là nằm dưới và ngoài xương, hoặc nằm trong xương, nằm dưới và ngoài xương hoặc trong xương đó. Thì cái đặc điểm của u sụn là gì? Thường gặp nhất là nó nằm ở đâu? Nó nằm ở trong xương, ở vùng bằng cách xương bàn tay hoặc xương bàn chân. Nó là tổn thương này, bây giờ mình thấy cái tổn thương này không, nó xuất phát từ đâu? Nếu mô tả, nếu tôi mô tả thì tôi mô tả cái tổn thương này như thế nào? Tổn thương xuất phát từ tủy xương, vùng hành và thân xương của xương bàn số 4. Tổn thương giới hạn rõ, không có viền sơ xương. Tổn thương làm mỏng vỏ xương, phình to vỏ xương, không phá vỡ vỏ xương, không có vỡ màng xương. Và trong tổn thương tăng sáng này có đựng đốt, đóng mô nhỏ, dạng bóc ren đó. Thì đó đặc điểm rất cơ bản của cái u sụn. Chúng ta nhìn kỹ, và cái vị trí này, vị trí rất đặc trưng của nó nằm ở các xương bàn tay và xương bàn chân, bàn tay bàn chân đó. Đó tất cả mô tả ta ăn cùng rôn thì trên cụm từ sẽ có tiếp. Và đây thằng này thấy, thấy rõ không đó, nó nằm ở vùng cái hàng rõ. Đây là những cái đốt đóng vôi của mô sụn, một cái trường hợp khác chỗ này có luôn chỗ này. Và cái tổn thương này có thể gây ra cái gì? Nó thấy bị gãy xương bệnh lý, gãy xương bệnh lý. Do đó đối với cái trường hợp bị gãy xương, nó rộng hơn xương. Nếu cái trường hợp gãy xương thì chúng ta phải nhìn cái gãy xương này, gãy xương chấn xương trên nền cái cấu trúc xương bình thường, hay là gãy xương trên nền một cái cấu trúc xương bệnh lý, để điều trị cái gì? Để điều trị đúng cái bệnh lý của nó. Trong trường này thấy gãy không? Chúng ta không thể đơn thuần chỉ đọc gãy xương, phải đọc là gãy xương bệnh lý trên nền một cái ăn cùng luôn, một cái u sụn trong xương, cái u sụn, đây là cái u sụn. Ankylosis là gì? Là u sụn nó nằm nhiều vị trí khác nhau. Một cái đơn thuần thì là ankylosis. Còn nếu có nhiều khối nằm ở nhiều xương khác nhau thì nó gọi là, ví dụ hồi nãy người ta gọi là osteochondromatosis, thì trong trường này nó gọi là ankylosis, là u trong xương hoặc u sụn trong xương ở nhiều vị trí khác nhau. Đó. Thấy các anh chị thấy tổn thương nằm ở đâu? Hành xương đúng không? Hành xương. Đó. Và nó có những cái nốt đóng vôi nhỏ rải rác đi này. Đó là dạng của cái, nó gọi là cái chất cao bằng sụn, điển hình của chất cao bằng sụn. Đây. Đây và cái cánh rộng luôn. Rồi còn đối với cái chondroplasmon thì cái chondroplasmon này nó cũng là hiếm, không phải thường gặp. Nhưng cái đặc điểm của chondroplasmon nằm ở đâu, xuất phát từ đâu, xuất phát từ đầu xương như này đó. Rồi nếu tôi thấy một cái khối tổn thương xuất phát từ đầu xương, một khối tổn thương nhập u phình to xuất phát từ đầu xương, trong đầu tôi sẽ có hai chẩn đoán. Nếu ở đứa nhỏ cái sụn tăng trưởng chưa đóng thì nó là chondroplasmon chấm hết.
Nếu cái sụn năng dưỡng đã đóng, cái khối phình to từ đầu xương xuống thẳng xuống tới cái phần hàm xương thì phải nghĩ tới hai cái, hoặc là control proximal hoặc là transitional của đại não. Nên chị hai, do đó khi mình xác định cái vị trí giải phẫu của cái khối tổn thương xuất phát từ cái vị trí giải phẫu nào, nó đã có một cái ý niệm nào đó cho chúng ta cần có được cái tên đó là cái gì, là khối u dạng nào. Ví dụ đây nó nằm ở đầu chi xương cánh tay trên CT nằm ở đây đó. Cái cụm từ tín hiệu của nó cùng tôi sạc luôn thì hiếm ha, cùng tôi cũng để hiếm. Tất cả cái bài cái hình này, cái bài này tôi để trong máy các chị lấy về coi thêm ha. Tôi chỉ giới thiệu lúc qua nhanh những cái nữa là từng gặp rồi. Cái này thì sao, cái này nó là cái gì, nó là cái gì? Hồi nãy cú sụn xương, cú sụn xương như là bây giờ đó, nó còn đẹp nữa không, nó có hủy xương không, hủy. Và cái sụn này thì bây giờ nó dày không, dày nghĩa là gì, nó thoái đạo ác. Trong trường này đó là osteosarcom từ một, nó là cùng cơ sạc từ một cái osteosarcom ra rồi. Cứ cái nhóm thứ hai là chất căn bản xương. Cơ hồi nãy người nói, mình nói tới là những cái tổn thương đó là chất căn bản xương. Bây giờ qua cái nhóm thứ hai là chất căn bản xương. Chất căn bản xương thì trong này nó có một số nhóm, ví dụ như là những cái tổn thương này ha, thì mình đi nước nước vào một số cái. Cái đầu tiên là cái osteosarcoma, bướu xương dạng xương. Bướu xương dạng xương này nó có một cái đặc điểm là cái gì, là đau rất là lâm sàng. Đặc trưng của nó là gì, đau về đêm, đau xương, đau về đêm, và nó giảm với là aspirin, nó rất là tốt aspirin. Nó đau rất là nhiều, đau về đêm và đáp ứng rất là tốt với là aspirin. Bản thân nó là một u lành tính, bản thân nó u lành tính thì đa số là vỡ xương dài, đôi khi nó nằm ở những cái vị trí hơi khó là ở cột sống nha, ở những chân cung ha. Nó nằm ở vỏ xương nhiều hơn với xương sốt. Cái cấu trúc của nó đối với cái xương osteosarcoma này, nhớ dùng nó có một cái nhân, nó một cái nidus, cái nhân, và xung quanh của đó nó có một cái phẩm tạp xương rất là nhiều, rất là đặc tạp xương, một phẩm tạp xương rất nhiều xung quanh một cái nhân tăng sáng, và xung quanh của nó có phẩm tạp xương rất là nhiều đó. Trên qua và CD rồi, cái này mình thấy gì bất thường, một đứa nhỏ nó đau cái đùi bên phải, đau vùng ngực thắt bên phải, đau rất nhiều và lâm sàng có thể là nó rất định nghĩ tới một osteosarcoma là bị giảm đau về đêm và đã giảm aspirin. Thì bên trên cái này mình thấy cái gì bất thường, nó đau cái đùi bên phải, vùng khớp háng bên phải. Bên trái mình thấy bỏ xương sao, đều không và rất là đẹp. Bên phải cái vị trí này sao, nó dày lên không, và trong cái này nó tăng sáng không, nghĩa là cái vị trí tăng sáng ở giữa này là cái nhân của nó, và xung quanh này là phần tạp xương của nó, là phần tạp xương của nó. Đó là điển hình, đây là tương đối khá điển hình của một cái u xương dạng xương osteosarcoma đây. Đó. Và trên CT đó là như thế này, đây là cái nhân, cái nidus của nó, và xung quanh đó là nó tạp xương, rất là đặc xương. Nếu trong trường hợp trên X-quang chúng ta thấy nghi ngờ thì chúng ta cho làm cái CT qua cái vị trí đó, thì CT cho chúng ta thấy rất rõ đây là cái nhân của nó, và xung quanh đó là đặc xương của một cái loại tạp xương rất là nhiều xung quanh cái nhân này. Ở đây ha, đây là cái nhân. Có một yếu tố nữa, các anh chị biết cái đường này là cái gì không, cái này là cái gì biết không? Trên thân xương đôi khi chúng ta thấy có những cái đường sáng nó chặt, thì đây là cái cấu trúc cái đường đi của mạch máu, nó xuyên qua vỏ xương. Nếu một cái tổn thương mà nó không phá, không hủy cái đường đi mạch máu thì tổn thương nó cũng là. Ví dụ như trường này,
đây là cái dân của nó, nó đặt xương gì không? Đây cái dân vị trí này, chỗ này vẫn đặt tạo xương nó, nhưng mà cái ống mạch máu nè, nó vẫn còn dạng rất là rõ, chứng tỏ đây là một vùng của mạch linh. Rồi cái cụm từ thì chúng ta sẽ thấy được. Ở đây cái nhân nằm đây và nguyên cái chỗ này, tại vì trên cụm từ xương nó thì tiểu thấp, tiểu rất là thấp ha. Nguyên chúng ta thấy tất cả vị trí này đó là cái cụm tạm xương của nó và cái nhân của nó cái xíu chỗ này thôi. Rồi osteoblastoma thì nó cũng hiếm. Đối với cái osteoblastoma và cái osteoblastoma thì bản chất và phương thức giống nhau, nhưng mà osteoblastoma thì nó sẽ bự hơn, kích thước bự hơn hơn. Đó. Cái này cũng hiếm nè. Những cái đặc, một cái nữa, chụp X quang lên chúng ta hay thấy, tự nhiên trên cái X quang chúng ta thấy một cái đám đặc đặc, một cái vết tăng đậm độ, da đỏ nằm trong xương rất thường gặp, đó là những cái đảo xương. Đó, bone island. Đó. Đây là cái cấu trúc bình thường hay thường gặp cái này khi trong lúc sống cũng có. Đó, bone island. Rồi bây giờ một cái cũng nói nhiều hơn, đó là osteosarcoma thì nó sẽ có hai dạng: osteosarcoma nguyên phát và osteosarcoma thứ phát. Osteosarcoma thứ phát là gì? Là ở người lớn tuổi thoái hóa từ các bệnh lý khác hoặc là sau sản trị. Osteosarcoma thứ phát thường người lớn tuổi thoái hóa từ các bệnh lý khác hoặc là sau sản trị, hoặc ví dụ như nãy nói rồi kia là osteosarcoma nó có thể thoái hóa thành một cái osteosarcoma. Và còn cái thứ hai là osteosarcoma nguyên phát thì đa phần ở tuổi nhỏ. Osteosarcoma nguyên phát thì đa phần ở tuổi nhỏ và vị trí của nó là ở hành xương và 50% ổ gối. Trước giờ chúng ta nghe nói một cái osteosarcoma thường nằm ở đâu? Gần gối xa khuỷu. Vậy tại sao gần gối xa khuỷu? Tại sao? Về cái câu đó thì thường thường nó đúng với trong trường hợp là osteosarcoma nguyên phát gần gối xa khuỷu. Cái chân của chúng ta nó dài ra được nhờ cái gì? Nhờ sụn tăng trưởng. Nhưng cái sụn tăng trưởng mà nó làm cho cái chân dài ra là ở vùng gối, chứ không phải là vùng thấp háng hoặc vùng cổ chân. Cái tay của chúng ta nó dài ra là nhờ cái gì? Là cái sụn tăng trưởng đầu trên xương cánh tay và sụn tăng trưởng ở đầu dưới hai xương cánh tay. Chứ cái vùng khuỷu nó không làm cho tay chúng ta dài ra bao nhiêu hết. Do đó cái sụn tăng trưởng ở cái vùng hành, cái sụn tăng trưởng ở cái vùng gối đầu trên xương cánh tay, đầu dưới hai xương cánh tay, đó là những vị trí hoạt động tạo xương rất là nhiều. Do đó cái u ác tính hoặc những bệnh lý viêm nhiễm thì ở đó là những vị trí rất thường gặp. Tại vì sao? Tại vì cái vùng đầu trên xương cánh tay, vùng gối là những vị trí đó là cái xương dài ra, nghĩa là cái hoạt động phân bào của nó rất là mạnh, thì cái khả năng xuất hiện u ác tính ở cái vị trí đó là nhiều. Rồi cái vùng gối, cái vùng đầu trên xương cánh tay là những cái vùng tưới máu rất là nhiều. Khi mà vùng tưới máu rất là nhiều và có một cái tình trạng vi khuẩn huyết thì khả năng vi khuẩn nó tới vị trí đó, nó tạo thành ổ nhiễm trùng đó cũng rất là nhiều. Cho nên cái câu gần gối xa khuỷu nó không phải là chỉ áp dụng trong những cái u ác tính do osteosarcoma, mà những cái viêm xương tủy xương đó là những cái vị trí cũng thường gặp hơn ở những vị trí khác, và do cái sinh lý của nó là như vậy. Rồi theo cái phân loại theo vị trí xuất phát của nó, có thể xuất phát từ tủy ha, hoặc về mặt, thì cái này, cái phân loại này có nhiều các anh chị về coi thêm thì tôi chuyển nói về cái hình ảnh. Cái hình ảnh của nó là gì? Vị trí ở đâu? Vị trí xuất phát từ hàm xương, vị trí xuất phát từ hàm xương, và tổn thương của nó có thể là kết hợp giữa tạng xương và hủy xương, tạng xương và hủy xương, giới hạn không rõ, phá bỏ xương, và cái tổn thương là gì? Là cái sỏi hoàng xương dạng tia mặt trời hoặc là tam giác phúc mạc. Tam giác phúc mạc đâu? Đây chính là tam giác phúc mạc. Còn cái này là tia mặt trời. Đó, thì nhìn vô cái này tổn thương này rất là xâm lấn, thì đó là cái
cái dạng osteosarcoma. Si tiêu dùng để làm gì? Tìm vi căn phổi, là tìm vi căn phổi. Tổn thương người ta mô tả là gì? Tổn thương cái quỷ xương, vỏ xương, thủy xương, có thể đặt xương. Chứ là không rõ vùng chuyển tiếp rộng, vỏ màng xương, tim mặt trời hoặc tam giác khúc màng có thể kéo không? Mô mềm. Rồi chẩn đoán của trong trường này là gì? Hồi nãy nói rồi, chẩn đoán của một osteosarcoma không phải là cầu phụng từ, không phải giải quyết là phụng từ, mà chẩn đoán của nó là dùng X quang và sinh thiết. Chẩn đoán có osteosarcoma là X quang và sinh thiết, phụng từ rất có giá trị, rất có giá trị, nhưng giá trị của nó là cái gì? Không phải giá trị của nó là chẩn đoán, mà đánh giá tại chỗ trước khi sinh thiết, đánh giá tại chỗ trước khi sinh thiết và đánh giá theo dõi điều trị, đánh giá theo dõi điều trị. Tổn thương tại chỗ của nó là gì? Vị trí ở đâu? Tổn thương có nhảy cấp trong thủy xương hay không? Do đó nếu chúng ta làm một cái cầu phụng từ của một cái u xương, chúng ta nghĩ trên X quang nghĩ là một osteosarcoma rồi, X quang đã chẩn đoán là osteosarcoma rồi, thì chúng ta có làm cầu phụng từ không? Vẫn phải làm, làm để đánh giá tổn thương xâm lấn tại chỗ mức độ như thế nào, và xem một cái gọi là chi căn nhảy cấp. Nghĩa là sao? Là tổn thương ở ví dụ nằm ở đầu dưới đùi thì có những cái nốt chi căn nó nhảy cấp ở trong tủy xương, nó không liên tục, có thể do đó chúng ta phải chụp toàn bộ chiều dài của xương đùi, chứ không phải là nếu tổn thương đầu dưới xương đùi thì tôi chỉ chụp MRI đầu dưới xương đùi không mà thôi, để chụp toàn bộ chiều dài của cái xương đó để đánh giá cái chi căn nhảy cấp ha. Giờ chúng ta đã giải cố tổn thương kích thước giới hạn, tín hiệu và tính chất bắt thuốc tương phản của nó như thế nào, và chúng ta theo dõi điều trị. Cố tổn thương thì đây là những các bạn về coi thêm, đây là cái protocol thêm để chụp. Rồi trên hình này chúng ta thấy được cái gì bất thường? Đây một cái bệnh nhân đau khớp gối, chụp cái gối thằng kia. Đau gối này bất thường, đúng không? Tổn thương này là tổn thương ở hành xương đầu dưới xương đùi và hai trái gì đó. Tổn thương này là tạo xương hay hủy xương? Tạo xương hay hủy xương? Tạo xương là đặt xương, còn hủy xương là tăng sáng. Vậy cái này phối hợp giữa tạo xương và hủy xương giới hạn rõ hay không? Giới hạn không rõ. Có phá bỏ xương không? Có. Chỗ này mất bỏ xương nè, chỗ này có cái tam giác khúc van nhỏ nhỏ thế này. Thì đây cái tổn thương này là tổn thương mang tính chất rất xâm lấn rất là cao, và chúng ta nghĩ đó là một cái osteosarcoma. Ví dụ trường khác đây đó, đây là tam giác khúc mà nguyên cái khối này rất vững, tổn thương. Chúng ta có thấy được cái vùng chuyển tiếp của nó hẹp không? Trong giờ là vùng chuyển tiếp hẹp hay rộng? Vùng chuyển tiếp rất là rộng. Còn hình này bất thường nằm đâu? Cái này bất thường nằm ở đâu? Bất thường nằm ở đâu? Ta thấy chỗ này nó tự nhiên nó trắng như bình thường không? Bên này cấu trúc tương đối khác bình thường, còn chỗ này sao? Tắt đồng độ mờ. Thì đây là tổn thương tạo xương đó, cũng là một cái osteosarcoma và dạng chủ yếu này tổn thương tạo xương. Rồi khi làm cái cầu phụng từ, khi làm phụng từ là chúng ta phải làm đánh giá chụp toàn bộ cái chiều dài, chụp toàn bộ cái xương để xem nó có những cái nốt nào nằm ở trong tủy xương hay không, nó gọi là cái tổn thương chi căn nhảy cấp. Và cái tổn thương nó nằm ở phía dưới này nhá, đó tổn thương nằm ở vị trí dưới này. Rồi đây, đây là cái tổn thương xương nằm ở đây, đây. Và sau khi chích đây T2, đây T1. Còn nãy tôi nói là cái cầu phụng từ nó có giá trị gì? Giá trị thứ nhất là đánh giá xâm lấn tại chỗ, lan tỏa tại chỗ, xâm lấn tại chỗ là chúng ta đánh giá tổn thương này kích thước bao nhiêu, nó có xuống khớp gối hay chưa, nó có tổn thương di căn dạng nhảy cấp trong tủy xương hay chưa. Cầu phụng từ nó có giá trị là đáp đánh giá đáp ứng đối với điều trị. Vậy dựa vào cái nào để chúng ta nói là nó có đáp ứng điều trị? Là cái sau khi hóa trị chúng ta cũng chụp lại y chang cái protocol như vậy, chúng ta coi cái khối này
nó có thu nhỏ lại hay không, cái phần mô bắt thuốc tương phản nó có giảm đi hay không, cái phần hoại tử nó có tăng lên hay không. Nếu phần hoại tử nó tăng lên, cái phần mô bắt thuốc tương phản nó giảm xuống, thì đó là yếu tố của có đáp ứng cái hóa gì đó, ví dụ như vậy. Rồi đây cái cối tổn thương, đây cái cối nó bắt thuốc tương phản, tất cả rất là nhiều ha. Rồi khi mà chúng ta làm một cái cụm từ này, người ta chụp cụm từ, đây là cái chụp người ta gọi là chụp panoramic, là mình chích thuốc tương phản vô và mình chụp xem là diễn tiến cái tổn thương bắt thuốc như thế nào theo các thầy mạch máu. Ví dụ đây là cái động mạch đùi, xuống đây cái động mạch queo, thì quý cố tổn thương này nó bắt thuốc ở đây, chúng ta thấy rõ. Và khi chụp như vậy chúng ta sẽ vẽ được một cái đường biểu diễn bắt thuốc của cái tổn thương. Đây là cái đường biểu diễn này, màu xanh này là cái đường mạch máu, và cái tổn thương ác tính nó sẽ có tính chất bắt thuốc giống như thế này, là tổn thương bắt thuốc rất mạnh, cái đỉnh của nó sẽ đạt với cái đỉnh mạch máu. Sau khi điều trị xong, sau khi hóa trị, nếu cái tổn thương nó có đáp ứng đi thì cái đường bắt thuốc này nó sẽ giảm, nó lại lại dần, nó thay đổi. Do đó khi mà chụp cụm từ thì chúng ta có nên chụp cái chuỗi xung quanh như thế này để đánh giá cái gì, đánh giá thứ nhất là cái đường bắt thuốc của tổn thương này là tính chất ác tính. Cái thứ hai, sau khi điều trị xong chúng ta chụp lại y chang thì chúng ta sẽ thấy sự thay đổi của cái đường bắt thuốc này, nghĩa là nó có đáp ứng với điều trị hay là không, đó là giá trị của đánh giá tổn thương có đáp ứng hay không. À, một trường khác đây, sau khi điều trị à, cái đường bắt thuốc nó thay đổi rõ ràng, đó là những cái để nghĩ. CT ha, tim mặt trời là cái này, tất cả cái này là tim mặt trời. Đầu tiên xin cánh tay mắt tôi sạc phục, khi chụp cũng chụp toàn bộ chiều dài xương để đánh giá. Ha, đây cắt dài đó, do đó cái tổn thương tạp xương, cái tổn thương cái nhóm mà hồi nãy là cái tổn thương mà chiếc xe bằng xương, cái mà chúng ta sợ nhất là gì, osteosarcoma. Osteosarcoma nó xuất phát từ đâu, đa phần xuất phát từ hàm xương, nó có thể dạng tạp xương, hủy xương hoặc kết hợp với tạp xương và hủy xương. Cái quan trọng chẩn đoán của nó là gì, là nhận được được trên X quang, sau đó nếu có tổn thương à, thì chúng ta có thể làm tiếp một cái cụm từ để đánh giá bản chất tổn thương xâm lấn tại chỗ, chứ không phải là cụm từ để chẩn đoán nó là osteosarcoma. Mà chẩn đoán osteosarcoma bắt buộc phải xin phép. Cụm từ có giá trị là gì, là đánh giá sự xâm lấn tại chỗ, lan tỏa xâm lấn tại chỗ, và để theo dõi các ứng điều trị của nó là cụm từ. Rồi cái nhóm thứ ba, cái tổn thương là tổn thương mô sọc. Tổn thương mô sọc thì nó có những cái chúng ta thường gặp. Cái đầu tiên là chúng ta gọi là một cái căn defect, huyết bỏ xương. Khi mà tình cờ chụp X quang lên thấy cái này nhiều không? Bây giờ chúng ta các anh chị mô tả cái tổn thương này đi. Giờ tổn thương này nằm ở đâu? Hàm xương. Rồi bỏ hay tủy. Thấy cái đó, cái bờ dưới này không? Nó phình ra không? Cái bờ dưới này bỏ xương nè. Nó phình ra, nghĩa là tổn thương này xuất hiện bỏ xương. Tổn thương này giá rõ không? Có viền sơ xương không? Có. Và do đó thì tổn thương này, một tổn thương thấu quang xuất phát từ bỏ xương, vùng hành xương đầu trên xương chày. À, tổn thương giá rõ và có viền sơ xương thì chứng tỏ là một cái tổn thương này mức độ xâm lấn rất là kém. À, hướng về một cái tổn thương lành tính thì nó là cái người ta gọi là cái phần can thiệp. Rồi, đó, rất
gặp rất nhiều cái này, thường thường nó không gây triệu chứng gì hết và đa phần là gì, phát hiện một cách tình cờ. Rồi cái này thấy bất thường nằm đâu? Đấy, vị trí này. Nếu trên cái hình này mình cảm thấy là nó xuất phát từ đâu? Trên cái hình thẳng nè, thì mình nghĩ xuất phát từ bỏ hay từ chỉ? Trên cái hình thẳng này mình có thấy cái bỏ xuống nước mình không? Không. Và cái hình trên cái hình thẳng này mình có cảm giác như đây là tụi nó xuất phát từ kỹ xương và chỉ là đó là lần tâm, đúng không? Nhưng trên cái hình kia chúng ta thấy cái vỏ xương tới chỗ này nó phình ra, nó dày ra, thì trên hình kia này nó cho phép chúng ta nói đây là tụi nó xuất phát từ vỏ xương. Do đó luôn luôn chúng ta phải có hai hình ở hai chiều thể vuông góc với nhau ha. Và đây là cũng một cái tổn thương xuất phát từ vỏ xương ở vùng hành xương đầu dưới xương đùi ha, ví dụ. Và tổn thương này tăng sáng da đỏ có bị sơ xương, đó là cái tổn thương gọi là cọc can thiệp khách. Rồi cái tương tự ha, tổn thương nằm ở đây, một cái khuyết nằm đây. Trên cái hình này thì mình sẽ, nếu trên cái hình kia là mình đọc nó nằm, nó xuất phát từ đâu? Trên cái hình kia là mình nói nó xuất phát từ đâu, bỏ hay tủy? Nếu mà trên hình kia này phải đọc xuất phát từ tủy thôi, sao xuất từ bỏ được? Nhưng mà trên cái hình thẳng này là rõ ràng xuất phát từ bỏ. Cho nên nhắc lại luôn luôn, khảo sát xương chúng ta phải có hai phim ở hai chiều, hai hướng vuông góc với nhau, hai hình ở hai chiều để vuông góc với nhau. Đây, đó, rõ. Rồi mấy cái cụm từ, loạn sáng sờ, các anh chị đã nghe phải nghe thấy cái loạn sáng sờ chưa? Fibrosis là gì? Loạn sáng sờ đó là cái mô xương nó được thay thế bởi mô sờ hoặc các nang dịch ở trong bề xương. Thì cái này là một cái tổn thương lạc tính mà thôi, đó có nhiều dạng. Nếu nói tới là sẵn sờ, nói tới là sẵn sờ thì trong đầu chúng ta phải nhớ cái gì? Monoosotic hoặc hay là polyosotic. Loạn sẵn sờ một xương hay loạn sẵn sờ xuất phát từ nhiều xương, hai cái này quan trọng đó. Nguy cơ hóa trở nên rất là thấp. Rồi chết quan của nó là gì? Đặc điểm của loạn sẵn sờ chết quan này là gì? Đặc điểm của loạn sản sợ chết quang là gì? Chết quang học CT, hơi nặng kính mờ, tổn thương xuất phát từ vỏ xương hoặc tủy xương, làm phình to xương, không phá vỏ xương, không có phỏng màng xương và đồng đột dạng kính mờ. Đó là đặc điểm của cái loạn sản sợ. Đây. Và cái cụm từ sau rất khó chẩn đoán của một cái loạn sản sợ. Tại vì sao? Cái loạn sản sợ trên cụm từ đó tín hiệu rất thay đổi và có thể bất thốt tương phản. Nếu chúng ta nghĩ tới loạn sản sợ thì cái dễ nhất để chẩn đoán là gì? Kéo bài đắc CT qua cái vị trí đó, chúng ta thấy cái đồng đồ chứng mờ thì nó là loạn sản sợ. Còn trên cụm từ đôi khi chúng ta sẽ lầm với một cái tổn thương ác tính. Vì sao? Vì cái tổn thương đó tín hiệu rất thay đổi và cái khả năng mắc mốc tương phản của tổn thương rất là cao, tùy theo bản chất cái mô sờ nó nằm ở giai đoạn nào. À, rồi cái này nó có từ nằm đâu? Có từ nằm đâu? Nguyên khúc này không? À, vị trí nằm đây. Cái này xuất phát từ vỏ xương nè, từ vỏ xương nè, cái này xuất phát từ tủy xương nè. Đó, giới hạn tương đối rõ ha, giới hạn rõ, không có vỏ xương, không có cái phỏng màng xương. Vị trí này nè. Rồi nó có nhiều cái trường đó không biết. Rồi cái khổ này giai đoạn nó là gì? Tắc hốc mũi của bệnh nhân bị tắc hốc mũi, tiêu chuẩn CT chúng ta thấy được cái gì? Cái khối này đúng không? Xuất phát thì xương sàn, khối sàn đầm đồn sao? Tăng đầm đồn dạng gì? Dạng kính mờ, đây là xương nè, xương nó trắng đây nè, kính mờ thì nó không bằng xương, nó cũng sẽ không cao bằng xương. Và điển hình, cái này điển hình của nó là gì? Của loạn sản sợ. Đây là điển hình của loạn sản sợ trên CT.
ha, giới hạn phình to xương, giới hạn đỏ, phình to xương và động độ, đó là dạng kính mở. Đây, cũng cái đó tái tạo theo mặt cạnh corona chèn ghép giao mắt và sát sập tổn tự rất khó chẩn đoán mắt phẫu thuật. Đây là cái hình T2, đây là T1 trước chích ha, sau chích T1 nó bắt không bắt thuốc, đôi khi làm sẵn sàng bắt thuốc tương bằng mặt trên cổng ứng tử, do đó rất dễ làm với những khối u ác tính trên cổng ứng tử. Nếu các chị thấy những cái tổn thương mà nghi ngờ đoạn sẵn sàng trên cổng ứng tử không rõ thì đơn giản nhất là kéo vài lát cắt CT qua vị trí đó, chúng ta thấy được cái hình ảnh của kính mờ thì đó là của đoạn sẵn sàng. Có một cái là mắt cua Bright, hội chứng mắt cua Bright. Nếu một đứa nhỏ vì loạn sản sợi và nhiều xương, một đứa nhỏ vì loạn sản sợi nhiều xương kèm theo có biểu hiện của cường các tuyến nội tiết, cường các tuyến nội tiết, đề nghị tới hội chứng mắt cua Bright nhé. Đó. Rồi cái hình này mình thấy được cái gì? Xương vùng trán dài không? Rất là dày. Căn lớn xương cuốn dày không? Rất là dày ha. Cái vùng này là vùng cốt sẵn sàng, xương sàng rất là dày. Và đập độ là sao? Đập độ là cái kính mở. Trên CT rất dễ nhìn vô cái này, đó là cái đoạn sản phẩm. Rồi, nhiều xương từ trên xuống dưới, nhiều xương, nhưng trên cổng từ dám đập vào đoạn sản phẩm không? Ha. Đây là tất cả hình T2, cái vị trí này tín hiệu không đồng nhất, tăng và giảm tín hiệu không đồng nhất. Tôi cái vùng chán là các vùng xương, hốc mắt, trẻ. Đây là T1. Đó. Do đó, nhắc lại là cái đoạn sản sợ trên cổng ứng từ rất khó chẩn đoán. Và đặc trưng của đoạn sản sợ là đoạn kính mờ trên CT. Rồi, đoạn sản sợ. Còn cái này, một cái được gọi là loạn sản sập xương. Hai cái khác nhau. Cái loạn sản sập khác và cái loạn sản sập xương khác. Cái loạn sản sập xương thì trước đây người ta gọi là osteofibroma. Còn bây giờ cái tên mới là osteofibrotic dysplasy. Cái vị trí đặc trưng của cái này là nằm ở đâu? Nằm ở vỏ xương, xương mát hoặc xương chạy. Cẳng chân. Xuất phát ở cẳng chân, xuất phát ở cẳng chân, vùng vỏ xương ở cẳng chân là đặc trưng của cái tổn thương này. Thì cái này hiến tập đó là tổn thương, một số loại tổn thương khác. Bây giờ hồi nãy nói rồi, giờ mô tả cái tổn thương này. Đây xin cánh tay. Bây giờ mình coi cái này, cái đầu dưới của xương xương mát này. Bây giờ các anh chị thấy mô tả cái tổn thương này như thế nào? Tổn thương thấu khoang xuất phát từ đâu? Từ e vỏ. Từ e vỏ. Từ e vỏ. Cái này phải tủy không? Phải bỏ được. Hả? Tổn thương thấu khoang ở vùng hành xương và thân xương đầu dưới xương mát xuất phát từ tủy xương làm mỏng vỏ xương và phình vỏ xương. Đồng tông hay lạch tông? Lạch tông. Ha, cái này lạch tông. Thì cái này giới hạn rõ hay không rõ, có bị sơ xương hay không, có bị sơ xương hay không, bị sơ xương không hoàn toàn. Đó. Thì cái này điển hình của một cái aneurysmosis ABC, cuốn phình đang phình mặt xương. Đó. Còn cái này nó nằm ở vùng thân xương. Rồi cái này thì sao, điển hình không, điển hình của cái này chưa hợp, chưa hợp này điển hình là gì, là nằm ở hành xương và thân xương xuất phát từ tủy xương và lạch tông. Nếu tổn thương dạng nang với hàng xương cá rõ xuất phát từ thân xương hoặc hành xương, tủy xương và lạch tông thì nghĩ là nó là aneurysmosis ABC. Rồi cái này sao, lạch tông hay đồng tông? Lạch tông. Đó, cái cụm từ đó. Rồi cái này sao, đầu tông hay là tông?
có phá bỏ xưa hay không, có phá bỏ ngày xưa hay không, giới hạn rõ không? Rõ. Không giới hạn rõ, không phá bỏ xưa, không có phá bỏ ngày xưa. Tổn thương xuất phát từ thủy xương và lập tâm. Thì tổn thương này đầu tiên mình nói được là gì? Là tổn thương này không xâm lấn. Cái thứ hai, tổn thương này tổn thương nhập nang. Và vị trí hình thành đó thì chúng ta nghĩ là cái aneurysm otis ABC đó. Rồi đó, lập tâm rộng rất rõ, nguyên tổn thương nằm đây đó. Rồi nang xương đơn thuần, cái nang xương tổn thương thuần nó sẽ khác với cái bây giờ mình nói cái tổn thương này, mô tả tổn thương này. Tổn thương đầu trên vùng hành xương và thân xương đầu trên xương cánh tay xuất phát từ đâu? Vỏ hay tủy? Xuất phát từ tủy xương, đồng tâm hay là tâm? Đồng tâm hay là tâm? Đồng tâm. Tổn thương dạng nang xuất phát từ vùng hành xương và thân xương đầu trên xương cánh tay xuất phát từ tủy xương đồng tâm, có phá bỏ xương không? Không. Có phá ngoài xương không? Nhưng mà nó có gãy xương. Cái này gãy xương mình lý cạnh đó có bỏ 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 bên hả? Tổn thương này giới hạn rõ không? Có viền sơ xương hay không? Không có viền sơ xương. Không có viền sơ xương nhưng nó giới hạn rõ không? Cái vùng chuyển tiếp rộng hẹp, đây là bình thường không? Mình thấy đây là bất thường, là đây bình thường, giới hạn rất là rõ hả? Và cái tổn thương này đặc trưng của nó, điển hình của nó là cái symphysis và nang xương đơn thuần. Trường này cũng xuất phát từ tủy xương và đồng tâm. Tổn thương dạng nang, tổn thương dạng nang giới hạn rõ xuất phát từ tủy xương ở vùng hàm xương hoặc thân xương. Mình không nói tới bỏ xương, bỏ xương thì coi chừng đó là cái hồi nãy mình nói là gì, là cái còn can thiệp khác. Còn này tổn thương xuất phát từ tủy xương dạng nang giới hạn rõ, không có các dấu hiệu của xâm lấn. Dấu hiệu xâm lấn là gì? Phá bỏ xương, giới hạn cũng rõ, rõ bằng hồi xương. Còn trong trường này, tổn thương dạng nang xuất phát từ tủy xương, không có các dấu hiệu của xâm lấn. Nếu nó là đồng tâm thì mình nghĩ là cái nang xương đơn thuần, nếu nó là lập tâm thì mình hướng tới ABC. Nhưng mà hai cái này đôi khi nó vẫn là lẫn lộn với nhau để cho nó không biệt với nhau. Và cái đặc trưng của cái symphysis là gì? Là nếu chúng ta làm CT hoặc chúng ta nhìn kỹ cái X quang, tại vì bản chất đây là cái nang dịch và dịch này rất là lạnh nên nó sẽ có những cái mảnh xương vỏ nó bơi trong đó. Nếu thấy cái mảnh xương vỏ bơi trong đó thì chắc chắn nó là symphysis. Nếu thấy cái mảnh xương vỏ bơi trong đó thì chắc chắn nó là symphysis. Hồi trước đây người ta nói nếu chúng ta thấy cái mức dịch máu thì chúng ta chẩn đoán là cái ABC là cái aneurysm otis, nhưng cái mức dịch máu nó không điển hình của cái ABC đó, tại vì chỉ là gì, là tổn thương dạng nang và nó có xuất huyết bên trong đó thì nó đặt là cái mức dịch máu. Do bây giờ nếu không còn cái câu rằng là nếu tổn thương có mức dịch máu thì nó là cái ABC nữa, và cái mức dịch máu đó nó có thể nằm trong nhiều tổn thương khác nhau, miễn sao là có một cái nang nào đó và nó xuất huyết trong đó đều tắt lên được cái mức dịch máu hết. Nhưng nếu chúng ta thấy được những cái mảnh xương rời và nó bơi trong cái dịch này thì đó là điển hình của cái symphysis và cùng phân tử. Và cái này là gãy xương bệnh lý, một cái gãy xương bệnh lý. Búa đại vào xương, transsphenoid. Cái búa đại vào xương này thì hồi nãy nói rồi, nếu chúng ta thấy một cái tổn thương phình to xương nằm ở đâu? Ở đầu xương, đầu xương, đầu xương, đầu xương. Và xuống cái hàng xương ở cái nhóm mà đã đóng xương căn dưỡng rồi thì phải nghĩ tới ha, là cái chondroplasma hoặc là búa đại vào xương. Vì đây là cái búa đại vào xương. Tính chất của nó cũng là lành tính, vũ đại vào xương. Mấy cái này thì hiếm, mấy cái này thì hiếm.
kết tổn thương từ tủy xương biển là các tổn thương từ tủy xương. Sạch của Bewin, sạch của Bewin thì thường thường mình gặp ở trẻ em. Cái sạch của Bewin là nó một cái tổn thương của hệ tạo máu chứ không phải tổn thương của xương. Thì xuất phát từ tủy xương ha, nó nằm đa số nằm ở đâu? Nằm ở vùng thân xương, vùng thân xương. Rồi ví dụ cái này, giờ thấy cái tổn thương này nằm ở đâu? Mô tả cái tổn thương này. Tại vì người ta đưa cái mũi tên rất là nhiều rồi. Thấy mình thấy nguyên cái đám này không? Cái vỏ xương bị hủy và có phẩm màng xương. Ha, chứ anh cũng rõ. Đây là phẩm màng xương nằm đây luôn. Thì đây là của Elvin. Rồi, cái hình này tổn thương nằm ở đâu? Có từng nằm ở đâu? Có từng nằm ở đâu? Nguyên cái vị trí này ha, đầu dưới của xương đùi. Đó, tổn thương cái này hủy xương sườn, Elvin xương sườn là một trong vị trí hay gặp của xương sườn của Elvin. Rồi cái này bất tự động đâu? Bất thường nằm ở đâu? Nguyên cái mình thấy rất là mơ hồ đúng không? Cái này hơi tăng sáng, cái này hơi tăng sáng. Nhưng trên cái CT sao? Vị xưa là bằng nguyên khối, mô mẹp rất là lớn, cũng từng đó. Đặc điểm của Elvin là gì? Đặc điểm của Elvin là tổn thương vị xưa. Dạ, mỗi anh phẩm màng xương có thể có và có thì thường thường là cái dạng khởi hành đa lớp, nhưng đi kèm theo với cái Elvin đó là một cái khối tổn thương mô mềm rất là lớn. Đó, tổn thương Elvin, sạc của Elvin đi kèm theo tổn thương xương là một cái khối mô mềm rất là lớn, một cái khối mô mềm rất là lớn xung quanh nó. Ví dụ trường này chúng ta thấy đây, cái xương đây, xương sống chậu đây, nguyên cái khối này là cái khối tổn thương mô mềm xung quanh. Trong khi chế quan mình có thấy cái gì rõ ràng không? Cái quan rất là mơ hồ ha. Trên CT của bệnh nhân đó luôn có hủy xương trên cổ từ nguyên cái khối mô mềm rất là lớn, đó là đặc điểm của Elvin. Sau đó chị nè, khi đối với một cái osteosarcoma đáp ứng hóa trị của osteosarcoma là gì? Đáp ứng hóa trị của osteosarcoma là chúng ta thấy được một phần nào đó khối u nó giảm kích thước, nhưng quan trọng là gì? Quan trọng là nó đóng vôi, nó hoại tử, nó đóng vôi, nó hoại tử, nó giảm đi cái phần mô đặc bắp khối xương phải. Và khi mà chúng ta roi vào cái phần mô đặc bắp khối xương phải thì chúng ta thấy cái đường biên bắp khối của nó sẽ thay đổi giống như thế này để tôi nói. Thì đó là đáp ứng hóa trị của một cái osteosarcoma. Còn đáp ứng hóa trị của một cái Elvin là gì? Là nó biến mất cái khối tổn thương mô mềm rất là hoàn hồn, một biến mất cái khối tổn thương mô mềm rất là hoàn hồn. Thì đó là đáp ứng của cái Elvin. Trên X qua này mình thấy nhiều tượng, trên X qua này bệnh nhân bị cao lưng, bệnh nhân cao lưng, trên X qua mình thấy cái nhiều tượng không? Khi đọc một cái quan cuộc sống thì mình phải để ý đến cái gì? Một trong những tôi phải để ý cái gì là con mắt. Nó có bị mù mắt hay không? Đó. Hai con mắt. Cái này nó mù mất một con mắt. Mù mất một con. Đau lưng, mù mất con mắt rồi. CT. Đấy. À, hủy xương đó là cái, đây là cái PET. PET CT. Thì đây là sạc thương Elvin của cuộc sống. Và cái đường phát thuốc của nó, biểu diễn phát thuốc của nó nha. Đây là cái đường màu đỏ nè, là của mạch máu. Cái màu xanh là tổn thương, phát thuốc của tổn thương. Cái tính chất đường phát thuốc của nó. Do đó, nó thuốc là đối với ung xương thì có nhiều lắm ha. Nhưng mà cái quan trọng nhất ung xương khi chúng ta chẩn đoán nó, cái quan trọng nhất là gì? Là đi từ X quang, bộ điện là ra, ngoài ra. X quang rất quan trọng trong tổn thương nhập u của xương, luôn luôn đi từ X quang ra hết.
chẩn đoán là gì, là x-quang, và giải quyết công hưởng từ có giá trị là gì, là đánh giá tổn thương xâm lan tỏa xâm lấn tại chỗ và đánh giá đáp ứng với điều trị, chứ không phải là cụm từ là cái phương tiện chính để chẩn đoán u xương. Và không bao giờ chúng ta đọc một cái cụm từ u xương mà không có x-quang. Nếu đọc cụm từ u xương mà không có x-quang, chúng ta sẽ sai lầm rất là nhiều trên cái đó. Và trên x-quang nó đã gợi ý cho chúng ta được cái chẩn đoán đó là cái gì rồi. Và cái cụm từ đó là chúng ta đánh giá thêm của u đó, chứ không phải là cái giá trị chính để chẩn đoán u xương. Đó là cái vấn đề. Rồi tối đó kêu u xương thì trình bày một số vấn đề đó cho các chị. Các chị có vấn đề gì cho đồng chí? Là một buổi mà nói rất nhiều u xương thì chị nói lướt qua chuyển giới thiệu xong, các chị có thể về đọc thêm trong cái bài này, học đọc thêm trong những cái tài liệu khác về cái u hệ xương khớp. Phân biệt xuyên xương thủy xương với lại sarcomerin. Sarcomerin thì thông thường xuất phát từ thân xương. Cái thứ hai, sarcomerin nếu có khoảng cạnh xương